Alo mọi người, bữa nay lòng chim Minomix sẽ giới thiệu cho mọi người một cây lòng khú. Một cây lòng khú form cao, 4 vành, nang 3 ly, full ke vàng, độ sừng bò châu Phi. Bao đẹp và độc nha mọi người. Đây là phần móc nè mọi người. Móc thì bộ trao móc chút nè, cục nặm nè, bầu bí sừng, bánh tiêu sừng, cửa rơi cũng bằng sừng luôn. Cái này là che độ sừng, đây là cửa chính, đây là phù, còn đây là mặt ổ phù sừng chạm nổi nha, 3D sừng rất là đẹp. Còn đây là phần chân kẹp cũng bọc sừng luôn. Còn đây là cửa sổ, 6 cửa sổ mặt quỷ, kẹp bọc sân. Bên này là cửa dơi. Đây là cây full độ sừng bò châu Phi, hai đầu cầu bằng sừng. Mẫu này thì nói chung nhìn chung nhìn sơ qua thì nó rất là đơn giản, không có gì cầu kỳ hết, nhưng mà nó đẹp ở chỗ là che độ với sừng bò châu Phi, cho nên là nhìn cái lòng nó rất là sang và bắt mắt nha mọi người. Thì trong clip đây là cây lòng 68 nang và nang 3 ly, rất là cứng, rất là chắc luôn. Thì tùy mọi người, thì thú mà mọi người thích chơi 3 ly hay là 2 ly 5, 2 ly 2 hay là 3 vành hay 4 vành, phong cao phong thấp, thì mọi người có thể liên hệ với mình 68 hay 72 có thể liên hệ với mình. Mình nhận đặt mẫu theo yêu cầu ha. Ngoài cái mẫu này ra thì bên mình còn rất nhiều các cái mẫu lòng khú cũng như các cái loại chim khác đẹp, đập cao cấp, thì nếu mọi người cần cứ liên hệ trực tiếp với mình ha, nhận làm theo yêu cầu nha mọi người. Lòng rất là đẹp và đang có sẵn tại lòng chim Minomix. Nếu mọi người cần vui lòng liên hệ minomix.com hoặc fanpage lòng chim Minomix nha mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.